Độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Ngoài ra nữa thì em cũng biết nấu ăn, nhưng mà được nấu ăn cho thì vẫn thích. Em có thể rửa bát, còn lại thì em lo được. Gu nhà gái thì sao? Chắc là chỉ có hai cái thôi ạ. Là nam và còn thở. Là nam và còn thở. Hả? Là nam và còn thở. Là nam mà còn thở. Là đủ rồi à, em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời cô gái của chúng ta giới thiệu trước nè. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào con. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam và chào mọi người ở trường quay, cũng như là mọi người đang xem TV, đặc biệt là bố mẹ hay là bạn bè mà nếu mà xem mình nhá. Dạ. Kêu gọi cả bố mẹ luôn đó. Em là Mai Thủ Anh và hiện tại thì em 26 tuổi. Còn em đã ở Hồ Chí Minh được hơn 1 năm. Ngày trước thì em làm việc và học tập ở Hà Nội, nhưng mà quê em thì lại ở miền Trung. Mọi người thì hay gọi là Tiểu Vương Quốc, thân thương nữa thì gọi là Đại Thanh. Nhưng mà ai muốn ăn nem chua thì đến quê em, không ai khác là Thanh Hóa. Còn hiện tại thì em đang làm thiết kế đồ họa. Tú Anh làm dạ. Thiết kế đồ họa. Dạ đúng rồi ạ. Sinh năm 96 dạ. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn nữ. Chào em. Và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Khánh. Em năm nay 26 tuổi. Ở quê của em thì ở Phú Yên, miền Trung. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Thì trước kia thì em cũng có làm ở ngoài Hà Nội. Và trước kia em cũng có đi làm ở nước ngoài. Thì hiện tại em đang kinh doanh về trà sữa. Em mở quán ở dưới Mỹ Tho. Dạ, và hiện tại là em đang làm thêm một cái công việc, một job nữa, đó là phụ trách kinh doanh của công ty xe máy điện tại Việt Nam. Giỏi vậy ta, vừa bán trà sữa, vừa làm xe máy điện nữa. Như vậy là một chàng trai có ý chí cầu tiến, đang làm rất là nhiều việc để kiếm tiền cưới vợ, đúng không? Dạ vâng. Tú Anh của chúng ta có ưu điểm, khuyết điểm nào nè? Dạ, điểm mạnh của em thì độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Ngoài ra thì em cũng khá là tự lập, vui vẻ. Người ta hay nói là ở bên cạnh em thì là bao vui. Ngoài ra nữa thì em cũng biết nấu ăn, nhưng mà được nấu ăn cho thì vẫn thích. Em có thể rửa bát, còn lại thì em lo được. Yếu điểm thì em hơi vụng về một chút. Còn có một cái nữa em không chắc là khuyết điểm hay không, đấy là em không thích người khác chê em béo, nhưng mà em biết là em cũng béo thật. Bây giờ em trai, ưu điểm, khuyết điểm em là gì? Dạ vâng, thì em tự nhận thấy cái điểm mạnh của mình á, thì thứ nhất là chịu thương chịu khó. Tại vì em thân thì từ ở miền Trung, không ngại cực khổ. Thì khi mà mình có khó khăn gì đó thì em không có nản bước, thì em làm, tìm cách làm cho nó tới cùng về phần đó. Thứ hai là em rất là thích kinh doanh. Em không làm cái này thì em cũng làm cái khác. Và em cũng muốn làm sao cho cuộc sống mình nó bận rộn hơn và có nhiều trải nghiệm hơn, để mà cuộc sống này nó cảm thấy nó thú vị. Còn về cái điểm yếu của em thì hay xấu ngủ. Có nghĩa là em có thể ngủ bất kỳ đâu. Kiểu như là mình làm việc nó nhiều quá thì em luôn trong trạng thái nó buồn ngủ. Về ngày cuối tuần thì em không đi chơi mà em cứ ở nhà nằm lì để mình ngủ, để mình lấy lại sức. Thì cái đó là cái mà em còn cải thiện hơn. Cái đó không có gì xấu hết chứ, tại mình làm việc nhiều quá mà, không có vấn đề gì cả hết. Ha, được tình duyên của nhà gái sao nè? Nói ra thì chắc là nhiều người không tin đâu, chứ em ấy cũng 8 năm rồi đấy. Em ấy cũng 8 năm rồi đấy. Trời đất. Ngày xưa là cũng có vài mối tình từ hồi cấp 3 ấy. Cấp 3 thì em vẫn hay nghĩ là ước là mong mình lớn nhanh lên, để không phải kiểu yêu đương giấu giấu giếm bố mẹ. Nhưng đến lúc mà bố mẹ cho phép thì mình không làm được điều đó. Chắc là trong 8 năm mà ấy đấy thì cũng có tìm hiểu một vài bạn. Thì gần đây nhất thì cũng có một bạn tìm hiểu được tầm 7 tháng. Nhưng mà chắc là do em cũng hơi vô tư đến mức vô tâm quá, nên là nó đường ai nấy đi. Nhưng mà sau đấy thì em nghĩ là em rút kinh nghiệm được từ đấy. Phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến giờ, nên em vẫn tự tin là lý do ế của mình là do mình vô tâm quá, đúng không? Nhưng mà em nghĩ là phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến nay, nên là em sẽ sẵn sàng cho mối tình mới và
người tiếp theo của em thì cứ yên tâm đi, bởi vì hiện tại thì em cũng đã bớt trẻ con, cũng là bớt vô tâm, bớt vô tư rồi. Để chị nhào qua nhà trai, chị ngó qua nhà trai như thế nào, tình trường nhà trai ra sao? Dạ, em chào chị. Chào chàng trai, tình trường sao rồi? Dạ, thì về tình trường của em á, thì em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối tình nào cũng gọi là lâu dài và bền vững. Thì chỉ có một cái đó là em tập trung vào công việc nhiều nên đôi khi em bỏ bê bạn gái của mình, cảm thấy xa cách dần dần, rồi sau đó thì cũng tan vỡ. Cái đó là 2 cái lý do mà xảy ra liên tiếp 2 cái mối tình của em. Thì em cũng đã rút kinh nghiệm của mình tới cái khoảng thời gian này rồi, thì em cảm thấy thật sự khi mà nhìn lại thì xung quanh mình không có ai, không có người để chia sẻ này kia, thì mình dần dần mình cũng biết quan tâm yêu thương người khác hơn, mình dành tình cảm cho bạn nữ nhiều hơn, thì em đang tìm kiếm cái điều đó. Rồi tốt rồi. Nói chung là thấy bên kia cũng vô tâm, bên đây cũng vô tâm rồi, tình yêu đó. Mà hai bên đều đã ngộ ra được rồi. Ngộ ra được rồi. Giọng nói bên đây rất là lạ đó, dễ nhớ lắm á. Cô này là một cô giao tiếp cực kỳ giỏi nha. Bên kia cũng đang nói cũng được lắm chứ bộ. Nói chung là hai bạn này năng động, cách sống có thể hợp với nhau ha. Giờ mình hỏi về gu đi. Gu nhà gái thì sao? Chắc là chỉ có 2 cái thôi, là nam và còn thở. Là nam và còn thở. Hả? Là nam và còn thở. Là nam mà còn thở. Là đủ rồi à, em. Thở là còn đang thở rồi đó. Đúng rồi. Còn thở là còn gỡ đúng không? Đúng. Quan trọng là con nam không biết sao thôi. Bên kia ta yêu cầu là còn nam. Dạ. Nam không? Dạ nhìn em là biết rồi. Chưa chắc nha, mấy người để râu chưa chắc nam nha. Không, nói chung mình đây nam, mình đây nam đàn ông. Không? Đàn ông, tôi nhìn là tôi thấy đàn sao ông. Sao biết? Nhìn là biết, kinh nghiệm. À, chút để mở coi, cô kiểm tra coi sao nha. Rồi, đơn giản vậy thôi đó hả? Thực ra con cũng nói đùa thôi, chứ là cũng có hơi tiêu chuẩn một chút. Cũng thích người nói nhiều, vui tính là được. Thế thôi, đơn giản vậy. Bên đây nói nhiều cũng vui. Được. Có cái điều gì em không thích ở con trai không? Thực ra thì chắc là ai cũng vậy, người ta không thích người quá là keyboard cái gì một chút, thoáng một chút là được, xong phẳng. Dạ vâng. Không, cô gái này rất là hay nha. Cô gái này cá tính lắm á, vui lắm đó. Em trai, tiêu chuẩn của em thì em rất là đơn giản, không yêu cầu về ngoại hình, nhưng về tính cách thì em muốn bạn nữ có cái trải nghiệm nhiều trong cái cuộc sống cũng như trong cái công việc của mình, để mà có nhiều chủ đề để mình trao đổi. Khi mà quen bạn nữ thì em muốn làm sao để mà cho cả hai cùng phát triển hơn, thì như vậy là có là cái hình mẫu lý tưởng của em rồi. Dạ. Cũng hay ha, bạn này có suy nghĩ rất là hay luôn. Nói chung hai bạn trẻ cùng chí hướng đó. Mình đi với ai vậy em gái? Quê em mà cũng khá xa ấy. Em rồi. Vào đây thì cũng một mình tự lập nên là em đi một mình thôi ạ. Bên kia? Nhà trai đi với ai cơ? Dạ em cũng một mình ạ. Rồi. Vậy thì hai mình nói chuyện nhau đi. Đúng, mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em xin. Thực ra thì hôm nay em có chuẩn bị 2 món quà. Nó cũng phản ánh 2 mặt tính cách của em ấy. Thứ nhất là vẻ ngoài của em thì rất là sôi động rồi là hoạt náo. Tuy nhiên thì mọi người cứ nghĩ em là một đứa chỉ có vô tư rồi là không âu lo gì cả. Nhưng mà ai cũng vậy thôi, người ta cũng có khoảng lặng riêng. Thì em nghĩ là quyển sách này nó tượng trưng cho cái mắt đấy của em. Em nghĩ là tặng sách thì ai cũng có thể tặng anh và cũng sẽ có nhiều người tặng anh, nhưng mà món quà này thì chắc là chỉ có mình em tặng anh thôi. Thì anh chọn đi, anh muốn cái nào? Sự thì anh thích sách hơn. Anh chắc chắn không? Tại vì là món quà này đặc biệt lắm ấy. Anh có thể thử lấy ra xem. Kìa, mình lấy ra luôn đi. Ui. Đó là con gián. Thì thường thường mọi người thì sợ gián, thì em thì em thì không sợ rán. Tại vì em nghĩ là mọi người anh cũng nghĩ là phụ nữ thì phải yếu mềm, nhưng mà mạnh mẽ thì có sao đâu, mình phải tự tin khoe cá tính của mình chứ ạ. Rồi mai mốt tặng chuột gì đó ha. Bây giờ nè, hai đứa sẽ cùng hát để thể hiện cái tài năng lẻ cho nó sơm tụ cái nào. Đứng lên nhìn em gái biểu diễn đó. Dạ. Nếu mai kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để duyên hai ta về hai phương trời, có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với em mong một ngày không cách xa. Dạ, xin hết ạ. Ngược lại nào. Mọi người đừng bất ngờ quá nhá. Mọi người có thể hát cùng em chưa?
Một con vị trở ra hai con thằn lằn con đùa nhau cân con chim đòn. Trời đất ơi, cô gái này có thú vị thật sự. Lộn xộn vậy đó hả? Rồi tí cho nó vui, bây giờ hai bạn cảm nhận về nhau đi nào. Khi mà nói chuyện với em thì chưa có tiếp xúc mà qua giọng, qua khuôn mặt ngồi đây thì nghe cái giọng nói thì cũng cảm thấy khá là ưng. Tại vì trong cái mong ước của anh á thì anh muốn tìm một bạn gái mà gọi là ở ngoài Bắc. Thì khi mà tới chương trình thì cũng khá là bất ngờ về cái phần này. Dạ vâng, đấy là trước khi mà anh thấy em, thế còn sau khi anh thấy em rồi thì anh nghĩ là sao? Thì anh thấy quá tuyệt vời. Em cảm ơn. Về cái ngoại hình của mình thì rất là xinh. Em rất là xinh. Về cái tính cách của em thì rất là vui. Tại vì anh thì khá là trầm, ít nói, nên cần những lúc mà vui vẻ như vậy để mà cuộc sống nó thú vị hơn. Em cảm ơn. Còn về em thì cảm nhận đầu tiên của em là em thấy anh khá là chín chắn so với cái tuổi của mình bằng tuổi nhau mà. Với lại là anh cũng giỏi nữa. Không phải ai cũng có thể kiêm một lúc rất là nhiều việc như thế. Đặc biệt là em rất thích những người yêu công việc, rất là ok. Hiện tại thì em đang ở trong Sài Gòn. Em ở quận Tân Bình. Lúc nãy em có nghe anh bảo là muốn một người kiểu có nhiều trải nghiệm. Thì thật sự là em cũng khá là nhiều trải nghiệm. Vì trước đây thì em làm việc ở Hà Nội là 7 năm, sau này em vào đây 1 năm. Tức là em rất thích trải nghiệm, nên là em mới có thể dám một mình vào đây và tự lập như thế. Có một cái trùng hợp là hiện tại anh làm ở công ty cũng ở Tân Bình. Lúc nãy là anh bảo anh có quán trà sữa ở đâu nhỉ? Ở Mỹ Tho. Em chưa đến Mỹ Tho giờ và em cũng mong một lần được đến. Thì cũng hy vọng thì thường thường cuối tuần anh sẽ về dưới 1-2 ngày rồi anh lên lại trên này. Thì anh cứ hay đi về về thì có thể là đèo em sau lưng. Cho anh hỏi xíu là về cái người đàn ông của em á, là em không thích ở họ về cái hành động gì nhỉ? Em không thích một người quá là tính toán chi li. Bởi vì thực tế là em là một người khá là phóng khoáng và vô tư, nên là người quá là chi tiết quá thì em không thích. Ví dụ như là buổi hẹn đầu tiên đi, mình có thể đi ăn đi uống, thì nếu anh trả tiền ăn sẵn sàng em trả tiền uống, chứ không phải là đến từ xe đấy. Em không thích như thế thôi, còn đơn giản vậy thôi chứ không có gì là nhiều. Đấy cũng khá là hay. Quan điểm hôn nhân và gia đình của mỗi bên thế nào? Thì còn về của em á, thì hiện tại là bố mẹ em thì cũng thấy các bạn bè trang lứa cũng có hết rồi. Thì về nhà cũng nói mé em sao chưa có người này người kia đó, thì cũng đang gọi là thúc giục ngầm em để mà có bạn gái đó. Còn em thì ngày xưa em đi đám cưới của một bạn em, bạn em bảo là trước đây tao cũng ế lắm, nhưng mà tao xin xem bói, thế là xem bói kiểu gì mà vừa xem bói phát là về có người yêu xong cưới luôn. Hôm trước em về Tết thì mẹ em bảo là hay là thử đi hỏi cái bạn của mày xem là thầy bói đấy ở đâu rồi đi bói cho em để xem có người yêu hay không. Thế là em gọi điện thì em bảo thì bà thầy bói đã chuyển sang làm karaoke rồi. Sao em nghĩ kiểu trời ơi, số mình ế đến thế sao? Bố mẹ cũng khá là dục rồi đấy. Bố mẹ em thì khá là tâm lý, không phải quá là hối con có người yêu này nọ, nhưng mà thi thoảng vẫn hay trêu là bạn này có bồ rồi, bạn kia có con rồi, các thứ rồi, các thế như vậy thôi. Chứ còn đơn giản lắm, bố mẹ em thì thoải mái, vô tư nên là tôn trọng con cái, nên là miễn làm sao em cảm thấy em tốt nhất, em hạnh phúc nhất là được. Em không quan trọng là khi nào phải nhất thiết là 29 tuổi, 30 tuổi là phải cưới. Em thì em quan điểm là đúng người là được, đúng người là đúng thời điểm. Khi nào mình cảm thấy sẵn sàng thì mình cưới thôi. Thế thôi. Anh cũng khá giống em về phần đó. Thế có sở thích thì sao? Về sở thích của anh hả? Thì thích về kinh doanh, thích ngồi nói chuyện với nhau về cái công việc. Anh khách đọc sách và chơi thể thao. Thì cái đó nó chung chung, nhưng mà cái đó là cái đúng là cái đam mê của anh thiệt. Thể thao là môn gì? Anh chơi cầu lông. Em đánh cầu lông đấy. Đá banh. Anh biết võ. Trước kia thì anh có dạy võ. Bây giờ mua võ thử coi. Anh dạy võ gì? Anh võ Vovina. Bây giờ mình ra mình múa một bài để mình cho người yêu thấy là người yêu sẽ được bảo vệ bởi những cái đòn võ đó. Vừa múa võ vừa hát luôn đó. Dạ thì cái bài này là cái bài Vovina, thì em cũng lâu rồi em cũng không tập, thì em chỉ nhớ cái đoạn nào thì em đánh đoạn đó thôi, để em thể hiện cái sự nam tính là nãy anh Quyền Linh nghi ngờ của em. Hơi một
thoại luôn mọi người. Thấy sao em được không em? Được không em gái? Mạnh mẽ. Mạnh mẽ ha. Đó. Bây giờ ngon lành đó. Em trai tới gần em gái nào. Đúng rồi. Đó. Chúng ta nắm tay em gái đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai người nhìn đối diện luôn, nắm đứng hai tay luôn nào. Lại với nhau đúng đó. Rồi. Em cận 5 độ ấy. 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau các bạn. Trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì về người đối diện? Mình nói cho nhau nghe đi. Chắc là anh sẽ có bài thơ để mình thể hiện cái tâm trạng của mình lúc này. Mai này mình đi ra biển rộng, sóng chập trùng chẳng êm đềm như sông, chỉ cần lòng ta cùng chung chí hướng như con thuyền luôn hướng về đại dương. Sorry, hơi biến bạn nữ hơi rung một xíu về lần này. Đúng rồi, ta đẹp quá mà. Thật sự em khá là cảm thấy bối rối khi mà gọi là gặp, gọi là đúng người, đúng cái thời điểm như này. Thì mình cũng không có thể mình tin được mình gặp được một bạn nữ như cái mình mong muốn như vậy. Còn bạn nữ? Em thấy là anh cũng đúng, khá là đúng giống như người đàn ông mà em tưởng tượng ấy. Anh cũng có sức chín chắn. Rồi chắc là cũng hơi bối rối một chút rồi khi mà gặp em, nên là em thấy rất là ok. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Để tay vào nút bấm, nhắm mắt kiểm tra xem tim mình có đập đúng nhịp hay không. Người đối diện có phải là người sẽ cùng chúng ta chia sẻ ngọt bùi hay không? Chuẩn bị. Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bạn nam bên kia bấm nút rất nhanh. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau, nắm tay đi nào. Bây giờ hôm nay không có người thân của bạn gái. Trên màn hình thì gia đình bạn gái đang xem đó. Bây giờ mình xin phép hai bác, gia đình, rồi con hứa cái gì đó, hứa với họ đi. Con xin phép hai bác để mà làm quen bạn. Con cũng chưa có hứa được nhiều, nhưng mà con sẽ cố gắng làm sao để mà bạn nữ này ở trong này cảm thấy không còn cô đơn nữa, và sẽ mang lại những điều tốt nhất cho bạn. Dạ. Được rồi, một nụ hôn đầu tiên lên má đi. Dạ rồi. Nào, ôm cả. Dạ. Dạ. Mấy bạn ôm giống ôm xã giao á. Ừ. Bây giờ là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Chúc mừng các bạn. Mời các bạn đi đường này nè. Và bây giờ thì mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mình là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên Speak Couple nha. Thật ra em đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ với nhau được hơn 2 năm. Tại sao lại đổ vỡ? Một phần do cái tính chất đặc thù của công việc của em là đi làm thường xuyên xa nhà. Cái thứ hai nữa là em không có dành thời gian cũng như là không dành cái được nhiều cho bạn đó. Tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào. Cảm nắng thì chút chút cũng có, chứ mà kiểu mà thích quá mà để đến tỏ tình chắc cũng không. Hay là em thích nhưng mà em không dám. Dạ không phải không dám đâu, chị nghĩ em không dám chị. Trời ơi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai.
Mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Huấn, em năm nay 34 tuổi. Huấn hả? Dạ vâng. Có trồng hoa hồng không? Có trồng hoa hồng không? Dạ không. Không hả? Ừ, được. Dạ. Huấn, 32 tuổi. Dạ, 34 tuổi. 34 làm gì Huấn? Dạ, nghề nghiệp của em hiện nay đang làm bộ đội. Bộ đội hả? Dạ vâng. Hay quá. Quê em ở đâu? Quê gốc thì ở ngoài Bắc, ở Hà Nam. Hà Nam, bây giờ em làm ở đâu? Em hiện nay đang công tác ở Bình Dương. Em là bên bộ đội bên binh chủng, công binh. Công binh đó hả? Dạ vâng. À, mở đường thắng lợi. Mở đường thắng lợi đúng không? Dạ. Bây giờ xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quyền Linh cùng gia đình nhà trai, cùng toàn vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên. Năm nay em 30 tuổi. Quê gốc của em thì là ở Thái Bình. Em thì di cư vào Kiên Giang và hiện đang lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Em hiện là nhân viên kinh doanh của công ty xử lý chất thải Mộc An Châu. Mình ở Sài Gòn là mình ở quận mấy cưng? Em là hiện tại là ở quận 11 chị. Tên cũng lạ nhỉ, tên Luyên. Luyên. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì anh trai? Đối với công việc thì trong cuộc sống thì em tự nhận có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bộ đội mà. Dạ. Em đi bộ đội bao nhiêu năm rồi? Dạ, năm nay là năm thứ 16 của em. Chức vụ là gì? Dạ, em bây giờ đang trợ lý cơ quan ạ. Em đang chủ nhiệm công binh ở trung đoàn. Quân hàm. Dạ, đại úy. Đại úy. Dạ. Thật ra những chú bộ đội này thì bản lĩnh rất là nhiều, không phải lo gì hết ha. Dạ. Và yên tâm về mặt gọi là lý lịch nha nhà gái. Có khuyết điểm gì không chú bộ đội? Dạ, khuyết điểm của em thì nóng tính. Ví dụ em khi em đã vào công việc rồi này em tập trung vào công việc, em không có quan tâm gì đến xung quanh. Vậy là người yêu cũng mệt lắm phải không? Lấy chồng bộ đội là phải hy sinh rất là nhiều luôn đó nha nhà gái. Dạ, nhà gái có nghe rồi ạ. Ừ. Rồi, giờ nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là chắc là vui vẻ, hòa đồng, hát cũng được một chút. Nhưng mà em được cái là em hay quên lời nên là hát thì karaoke thì em hát được, còn hát mà... Vậy em với anh về đội được đó. Dạ. Anh với em đi hát là bảo đảm phải có hình mới hát được đó. Dạ. Vấn đề chỗ bên đây là hồi nãy anh thấy bên đây hơi nóng tính chút xíu, bên đó có nóng tính không? Em chắc cũng vậy á anh. Chết rồi ai nhường ai ta. Chết rồi ai nhường ai ta. Đó, ai nhường ai chú bộ đội. Chắc này em nhường bạn nữ. Em nhường. Bộ đội nhường nhịn hay lắm. Nhưng thật ra bộ đội nó nóng tính chứ mấy chú bộ đội nóng tính cũng không có gì làm lớn chuyện đâu. Dạ. Đường tình duyên mình sao nè? Thật ra em đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Cách đây 3 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Cưới nhau bao nhiêu lâu? Cưới nhau được hơn 2 năm. Tại sao lại đổ vỡ? Một phần do cái tính chất đặc thù của công việc của em là đi làm thường xuyên xa nhà. Cái thứ hai nữa là em không có dành thời gian cũng như không dành cái được nhiều cho bạn đó. Cái đó là điều hết sức là quan trọng. Người phụ nữ mà không được chăm sóc, không được gọi là quan tâm đó thì chắc chắn họ sẽ rất là buồn. Và như em nói nãy, mỗi lần mà cứ vào công việc là em quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, em không quan tâm đến ai cả. Vì thế cái này là một cái điểm gọi là điểm trừ rất là lớn. Và nhiều người yêu bộ đội là hy sinh cái điều đó đó. Dạ. Mời nhà gái. Tình trường mình nó như thế nào? Em hả? Em thì em cũng không hiểu tại sao luôn á. Tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào. Không hiểu tại sao luôn hả? Dạ. Để tôi qua tôi coi nhìn mặt. Tôi nói thiệt cô gái để tôi vậy là. Hả? Mời. Xin coi. Duyên rồi nha. Duyên dáng lắm. À. Ủa nhưng mà đó giờ mình có để ý ai không? Có thích ai không? Thích ai không? Cảm nắng thì chút cũng có chứ mà kiểu mà thích quá mà đợi đến tỏ tình chắc cũng không. Không hả? Dạ. Hay là em thích nhưng mà em không dám. Dạ không phải không dám đâu. Chị nghĩ em không dám chị. Chị nghĩ em không dám chị. Trời ơi. Ủa em hỏi em thế, bây giờ anh hỏi thiệt là em thích con trai hay thích con gái? Trời, em thích con trai chứ. Em là em siêu mê trai luôn. Em là em siêu mê trai luôn. Nhưng mà sao em không có bao giờ giống như kiểu nói chuyện rồi mà hơi mà thấy em thấy nó không hợp cái em cũng không nói tiếp à. Em nghĩ luôn
có em nói chuyện với người ta, người ta nói cái gì mà em thấy không hợp với em. Ờ, giống như kiểu mấy vấn đề nhạy cảm như lương hoặc là ví dụ như trong cách nói chuyện cũng vậy á chị. Mình trả lời câu này đáng lẽ người ta, ý là tụi mình cũng nghĩ là người ta sẽ là trả lời câu này nhưng mà nó không phải gu mình á, cái thôi mình không nói chuyện nữa. Vậy là em khó lắm á. Đâu, em dễ tính mà. Hồi đó giờ có anh nào cua em không? Dạ chưa thấy luôn anh, không biết làm sao luôn á. Kỳ lạ vậy ta. Chưa có cảm giác được cua luôn hả? Dạ đúng rồi. Có nắm tay người nào chưa? Em hả? Ừ. Nắm tay ai là sao? Anh chưa được quen làm sao mà nắm tay được? Em có khi nào em coi phim mà em thấy một cái đôi tình nhân nào họ hôn nhau trên phim, em có cảm xúc gì không? À, cũng có cảm xúc cho anh, cũng thấy vui. Nói chung là thấy người ta hạnh phúc cũng vui. Thế thích không? Dạ thích. Ừ, thích được hôn không? Cũng không biết nữa. Cô này cũng nô cảm xúc hơn. Thật ra đó, cái mà em không biết cái gì hết trơn á, tức là cái đó là cái nó khó lắm á. Ừ. Thật ra em người rất là duyên dáng, nhìn cũng hấp dẫn đó. Thì bởi vậy em mới không hiểu anh tại sao đó anh. Vậy chứ giờ em thích người sao? Gu của em là sao? Ví dụ em thích người sao đó. Em thấy người nào mà em thích, em tưởng tượng thử xem. Em á, thường á là quan trọng là nói chuyện hợp á anh. À, em thử tưởng tượng có một người nào mà quen biết mà em có thể nói chuyện hợp. Em cũng biết nữa, tại vì em thấy mỗi người có một câu chuyện riêng. Xong rồi mỗi câu chuyện nó lại có cách trả lời riêng. Nên là em cũng không biết. Không ứng được với ai. Thật ra giờ tôi cũng không biết gì luôn á. Em cái chuyện gì mà của người khác giới nói chuyện với em không thích? Cái tính gì của người ta mà em không thích? À, em không thích thứ nhất là nói chuyện mà cứ mới hỏi được vài câu cái hỏi tới lương hay là hỏi tới làm sao, là việc em sống ổn không. Ôi trời ơi thôi. Người ta hỏi sống ổn không là người ta quan tâm đó. Vấn đề lương là quan trọng nhất. Đúng vậy. Rồi, ai gặp đi hỏi lương. Thì đúng, dạ, đúng rồi. Mấy người mà hỏi lương em đầu tiên mấy người đó cũng ngộ lắm á. Ừ. Dạ đúng rồi, ngộ nên là thôi bây giờ em mới ế vợ. Một chút nữa đừng hỏi lương nghe. Tuyệt đối không được hỏi lương bây giờ nha. Vậy thật ra này khó lắm. Mình cứ hỏi người thân xong mở đạo cho mình gặp mặt đi. Hỏi đâu hay tới đó đi. Em đi với ai? Em đi với lại mấy chị đồng nghiệp với bạn ạ. À, hỏi đây nè, chính xác hơn. Dạ, chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Chào bạn trai. Em là Hương, là đồng nghiệp của bé Luyên. Bé Luyên nó nói là vậy thôi chứ nó cũng có cảm xúc. Nó mê trai lắm anh. Trai đẹp nó mê lắm chứ không phải không có đâu. Bạn là làm ở bên quân đội đúng không? Dạ vâng. Thì không biết là bao lâu bạn được về nhà một lần ha? Thì cái thời gian bạn hẹn hò với Luyên thì sẽ như thế nào? Tại vì bạn ở Bình Dương còn Luyên ở thành phố ấy. Mà bạn này không có thời gian nhiều thì không biết là... Em thì thường thì cách một tuần trực, một tuần nghỉ. Nếu mà không rơi vào lúc đơn vị mà trực chiến thì cứ một tuần trực, một tuần nghỉ. Tuần nguyên sao luôn á? Dạ không ạ, tức là nghỉ cuối tuần ạ. À, là hai tuần mới được về một lần đúng không? Dạ vâng. Buổi tối mình có được đi ra ngoài không? Dạ buổi tối thì cũng vẫn được ra ngoài nhưng mà ra thì hết giờ hành chính phải vào. Cái này sau 9:30. À, từ 17 giờ tới 21:30 hả? Dạ vâng. Chạy vô Sài Gòn hết giờ luôn. Chạy đi chạy về hết giờ. Nhưng cái tình hình nó vậy. Nói chung yêu bộ đội là phải xác định rằng là mình sẽ bị rất hạn hẹp về thời gian và thậm chí là những cái sở thích cá nhân của mình. Luyên là một cô gái rất là năng nổ hoạt bát. Và có một cái nữa là về vấn đề tài chính, Luyên là một người rất là biết chi tiêu. Cho nên là nếu mà em cưới được một người vợ như vậy á, em sẽ rất hạnh phúc và em sẽ yên tâm cứ giao tài chính cho vợ. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Thật ra hai người này về bản lĩnh là rất là tốt. Bên kia là cũng dễ thương, năng động. Bên đây thì bản lĩnh chính trị, bản lĩnh xã hội này kia cũng vững vàng rồi. Không phải lo gì hết. Để chúc rất họ thích sẽ... bộ đội. Tại ba của tôi là bộ đội mà. Vậy coi còn chú bộ đội nào làm mai cho Ngọc Lan đi. Còn chú đi. Bộ đội nào không? Dạ còn chị. Có đang ở không đó. Nhớ nha không? Dạ. Thôi bây giờ mở rào thôi. Mình đi với ai nè? Ủa quên. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái và em trai em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào bên nhà gái. Em là chị gái của em Huấn. Thì nói chung là về tính chất công việc của em á, thì anh Quỳnh Linh cũng đã nói rất là đúng. Nhưng mà cái một điều mà chị muốn khẳng định với em á, là nếu như em mà chọn em trai của chị thì em sẽ không bao giờ lo là em sẽ thiếu tình cảm. Thì chị mong rằng là các em có cơ hội để được gặp gỡ ở tại đây
thì các em cũng nên để cái cảm xúc của mình cũng như là cho mình một cái cơ hội để có thể là tiến xa hơn trên cái con đường tình cảm của hai em. Em xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Thật ra nhà gái biết không, nói vậy cho mình chuẩn bị tinh thần thôi, chứ không phải là 24/24 giờ trực. Bây giờ là chúng ta mở rào ha, cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Xinh đẹp. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Em là học bên môi trường á, nên là em muốn tặng anh cái cây. Với lại em cũng thích cây lắm, mà trồng cây nào nó cũng không sống được á. Trồng cây nào nó cũng không sống được á. Nên là nhờ anh trồng giùm. Anh sẽ chăm sóc nó được hết. Vậy mà học môi trường. Hồi nãy em trai có chia sẻ cái đường tình duyên của em trai rồi. Em có nghe rồi ạ. Sau cái cuộc hôn nhân như vậy á, thì em cũng muốn hỏi là anh rút ra được cái gì từ đó? Anh nghĩ rằng trong cuộc sống hôn nhân thì tình cảm, tình yêu nó là một chuyện. Và quan trọng hơn nữa là hai người trong đó phải có sự thông cảm và sẻ chia với nhau. Cái đó là điều đó là quan trọng. Thì em cũng nghĩ là vậy, tại vì sẻ chia nó sẽ tốt hơn. Nãy giờ qua thì chia sẻ thì thứ nhất là anh là người đã từng trải qua với việc mà đổ vỡ trong hôn nhân, thì em có ngại vấn đề đó không? Trước khi quay chương trình á, thì chương trình có hỏi em câu đó, thì em cũng nói là em không ngại, chủ yếu là cái cảm xúc của mình thôi, còn cái vấn đề mà đã trải qua một mối tình thì em không có ngại, nên là em mới có mặt ở đây. Cái công việc của em làm như vậy thì làm giờ hành chính hay là có làm thêm ở ngoài giờ không? Em chỉ làm giờ hành chính như nhân viên văn phòng thôi. Tính chất cũng như cái đặc thù của công việc của anh á, thời gian anh không có nhiều, và thời gian thứ nhất anh dành cho dụ cho em hay là cho kể cả cho cả gia đình, như mình không có nhiều như vậy, thì em có ngại vấn đề đó không? Thực ra là gia đình em á thì cũng có một em rể là làm trong bộ đội. Cái vấn đề mà về thời gian này kia với một người bộ đội á, thì em nghĩ là nó sẽ có những cái đặc thù riêng rồi, cũng hiểu được những vấn đề đó rồi. Nếu như anh là một bộ người bộ đội mà thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại gần hơn với em, thì nó sẽ có một cái gì đó nó sẽ dễ dàng hơn xíu. Vậy thì em phải chứng minh đi em trai. Nếu như mà sau cái chương trình này mà anh với em đồng ý mà nhấn nút, thì anh nghĩ rằng anh sẽ dành thời gian, anh có thể tranh thủ xuống để thăm và để mình có thể tìm hiểu và trao đổi nhiều hơn. Dạ. Đối với em á, khoảng cách thì địa lý nó không ngại, quan trọng là cảm xúc thôi. Có thể anh không tới được thì em có thể tới được, tại vì em có thời gian. Cảm ơn em. Hay. Nói về quan điểm hôn nhân gia đình với nhau nghe đi. Anh với em xác định một tiến tới hôn nhân thì em muốn ở chung hay ở riêng? Em thì không ngại việc làm dâu, nhưng mà nếu mà được ở riêng được thì nó sẽ tốt hơn, tại vì em là một người có thể là xa lạ đối với bản thân gia đình anh. Vô hòa nhập thì nó cũng khó, cũng sẽ có nhiều vấn đề, thì ở riêng được tốt, còn không ở riêng thì em cũng không ngại cái vấn đề đó. Nếu bây giờ chúng ta lấy nhau, em muốn cô ấy ở đâu? Với bản thân em thì em công tác thì cũng xa nhà, thế cho nên là em cũng mong muốn là bạn có thể ở gần em để vừa đem thuận cho công việc. Dĩ nhiên nếu như bây giờ ở gần em có thể dời ngay doanh trại của em luôn, có nhà ở không? Nếu mà xét về mặt tài chính của em hiện tại giờ thì em cũng chưa đủ khả năng để mà mua đất mà làm nhà. Đó. Thì nếu mà không được thì có thể em chỉ có thể ở trọ thôi. À đó, mình sẽ ở trọ gần đó. Dạ vâng. Mấy cái đó là những cái cần phải rõ ràng. Những cái điều phải rõ để cho nhà gái hiểu. Bây giờ vấn đề chỗ là cảm xúc thôi. Nào, mời em gái. Chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau. Để xem ánh mắt đó nó có chạm với nhau hay không. Em trai nói điều gì đó, những cái cảm xúc của mình đang nghĩ về người đối diện. Anh nghĩ rằng chúng ta gặp nhau là một cái duyên. Nếu như mà anh với em không có duyên đến được với nhau thì vẫn có thể xem nhau là bạn. Dạ, và chúng ta có thể quan tâm động viên nhau hơn, trong ủng hộ với nhau trong cuộc sống. Dạ em. Dạ, dạ, dạ. Em gái không có nói gì không? Khi mà đến đây thì em cũng là trao cho mình một cái cơ hội gặp gỡ mới, thì cũng gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Dạ. Rồi, chúng ta về vị trí thôi. Bí nhật Lucina, điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân và chúng ta đã nghe tất cả những câu chuyện về tương lai. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Có cảm xúc, chúng ta đừng ngại ngùng, phải bấm ngay.
Còn nếu thấy đây không phải là đối tượng của mình, không có rung động gì cả, hãy nhường nút bấm đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian, không ai bấm cả. Tại sao em không bấm? Cảm xúc đối với em dành cho em và bạn chưa đủ. Em gái? Em cũng vậy anh. Mọi người sẽ có một nửa mảnh ghép của mình ở đâu đó. Hãy cố gắng đi tìm. Và đến lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được nửa mảnh ghép đó. Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Đây là những phần quà của chương trình dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV, mặt kính cao cấp Hegon của Đức có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng. Điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo. Tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Dạ, yeah, anh cảm ơn.